Chào mừng các bạn đến với kênh Cao Thanh Danh Official. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề đạo đức số 61, từ ống cống. Tuấn thông thả đẩy đưa mái chèo cho chiếc xuồng nhỏ trôi trên con lạch. Hai bên bờ cây lá rủ cành sát mặt nước. Sóng nước làm bờ cỏ nhấp nhô. Mỹ hỏi: Em thấy anh rất yêu sông nước, vì sao vậy? Gia đình anh nào giờ sống ở thành phố mà? Tuấn vừa chèo thuyền vừa đáp: Anh yêu sông nước vì một lý do buồn, nên anh ít kể với ai. Em mà anh cũng không kể à? Anh không kể là em nhảy xuống nước á. Tuấn mỉm cười nói: Ngày xưa ba anh là công nhân của công ty vệ sinh đô thị, phụ trách nạo vét cống thoát nước của thành phố em. Em không hiểu được nước cống thành phố bẩn đến mức độ nào, đủ loại rác thải tệ hại đều có ở dưới đó hết. Người công nhân phải dầm mình trong nước bẩn cực hôi thối đó để vớt rác, múc cặn đem lên thông cống để mùa mưa đường phố không bị ngập nữa. Mỗi ngày ba đi làm về, mẹ đều ôm ba khóc, và cũng để ba hiểu tình yêu của mẹ đối với ba vượt qua sự hôi hám còn bám trên người ba. Anh lớn lên chút, mẹ bác anh cũng phải đi ôm ba như vậy. Mới đầu anh sợ khiếp nên dùng dãy tránh ra. Lúc đó đôi mắt ba rất buồn. Đến khi anh đủ lớn để hiểu ba thì anh mới ôm ba được. Rồi ba mất sớm vì cơ thể nhiễm độc của nước cống ngấm vào người. Ung thư đủ loại hiện ra hết á. Mẹ anh bán xôi dạo nuôi anh ăn học nên người. Hai mẹ con thương nhớ ba khôn nguôi. Anh cảm thấy căm giận con người đã xả ra nước thải bẩn thỉu, khiến cho ba bỏ mẹ con anh mất sớm. Anh chọn ngành học xử lý nước thải cũng gì đó. Anh tìm những giải pháp gọn nhẹ hợp lý để giúp các hộ gia đình xử lý nước thải tại nguồn nước khi đổ ra cống rãnh công cộng. Anh vận động chính phủ ra luật mỗi người gia đình phải lắp đặt hệ thống xử lý nước thải tại nguồn. Anh vận động mãi rồi nhà nước cũng nghe. Hiện nay công ty của anh cung cấp hơn 40% thị phần thiết bị xử lý nước thải cho cả nước đó. Nhìn nước cống sạch sẽ bây giờ, cá lội tung tăng, anh cảm thấy được trả được mối thù cho ba. Từ đó anh yêu sông nước thiên nhiên. Anh cho rằng con người có lỗi khi tiếp nhận nguồn nước sạch để sử dụng, rồi sau đó trả lại nước bẩn cho trời đất. Con người phải tránh cái tội này để phải trả lại cho thiên nhiên nước sạch, gần bằng như nguồn nước ban đầu mà mình lấy vào. Bây giờ nhà khá giả, mẹ anh thì thích tu hành để cầu nguyện cho ba. Anh cho rằng mẹ là người vợ tốt nhất trên đời, đã yêu thương và chung thủy với ba, dù ba phải mưu sinh bằng nghề nghiệp thấp hèn mà mẹ thì hồi trẻ đẹp lắm. Thực sự thì anh vẫn chưa hiểu mẹ chọn lấy ba vì điểm nào. Có lẽ ẩn sâu trong lòng ba có cái gì rất hay làm mẹ ngưỡng mộ. Anh vẫn chưa cưới vợ vì trong lòng anh, ba là một ẩn số cao quý, chưa hiểu được. Còn mẹ là một người phụ nữ thánh thiện nhất trên đời á. Anh sợ người con gái anh cưới về kém hơn mẹ sẽ khiến anh thất vọng thôi. Mỹ cúi mặt buồn buồn. Em sẽ theo mẹ để học cho đến khi nào? Con người sẽ mãi có tội vì điều này. Lấy nước sạch của trời đất để sử dụng, rồi trả lại cho trời đất nước bẩn thỉu hôi hám. Thậm chí em, có những người ác đến nỗi vất cả rác thải đủ loại xuống cống, khiến cho nước cống càng thêm dơ. Ai cũng làm vậy nên ta có cảm giác chẳng có tội lỗi gì, cứ xả nước bẩn xuống cống thoát. Tội lỗi không lệ thuộc vào việc ta có biết hay không. Làm sai thì có tội, dù tội đó có vẻ vô tình vẫn có quả báo như thường. Vậy xả nước bẩn ra cống, ta không biết có tội với trời đất, đó là gì ta không chịu hiểu, không chịu biết. Chỉ cần suy tư chút là ta đã thấy tội từ trong đó. Ta dùng xà phòng thật nhiều để giữ cơ thể quần áo mình sạch. Bất cần biết nước thải có chất xà phòng sẽ giết chết nguồn nước thiên nhiên. Bao nhiêu con sông, dòng kênh trở nên đen đúa, hôi thối, mất hết sự sống, tạo nên vi khuẩn hung hãn. Chỉ bởi vì quá nhiều xà phòng bị tu xuống đó, dòng sông đen hôi sẽ tiếp tục lây lan sự giết chóc của nó vào lòng đất, phá hoại môi trường sinh thái của địa cầu này. Cái bẩn thỉu đã trở thành sự giết hại chết chóc. Ý thức tội lỗi này chúng ta phải giải quyết lòng làm gì đó để trả nợ cho đất trời, bằng cách xử lý nước thải sao cho gần bằng nguồn nước ta tiếp nhận ban đầu. Người nào hiểu được trách nhiệm này là xử lý nước thải sạch trở lại, đó là người có đủ đạo đức để xứng đáng đồng hành với thế giới đi vào tương lai tươi sáng. Bài đọc đến đây là kết thúc. Rất cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Rất hy vọng sẽ được gặp các bạn vào những số tiếp theo. Trân trọng và tạm biệt.